Hải Trang hảo, bây giờ hãy cùng học tiếp bài 59, tương với phần 6 bài 24 quyển 2, giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Hãy nhớ luôn nói to và rõ theo người dạy. Trước tiên là từ lái xe dành cho ô tô. Khai chưa? Khai. Khai. Chưa. Chưa. Khai chưa? Khai chưa? Lái xe buýt. Khai công cộng chỉ chưa? Khai công cộng chỉ chưa? Lái taxi. Khai chu du chưa? Khai chu du chưa? Biết lái xe, chỉ ô tô. Hội khai chưa? Hội khai chưa? Có biết lái xe ô tô hay không? Hội hội khai chưa? Hội bú hội khai chưa? Hãy thử nói, một ngày tôi hỏi Mike có biết lái ô tô hay không? Một thiên, tôi hỏi Mike có biết lái ô tô hay không? Một thiên, tôi hỏi Mike có biết lái ô tô hay không? Bạn ấy nói đương nhiên là biết. Tha shua tang rán huệ. Tha shua tang rán huệ. Tôi nói, bạn tôi có một chiếc xe. Wo shuo wo pengyou you yi liang che. Wo shuo wo pengyou you yi liang che. Tôi có thể mượn về, tôi có thể mượn đến. Wo ke yi jie lái. Trong đó lái ở đây cũng là bổ ngữ xu hướng chỉ hướng về phía người nói. Chủ nhật chúng mình lái xe ô tô của bạn ấy đi chơi thế nào? Xin chi thiên, wo men khai ta de che qu wan zenme yang? Xin chi thiên, wo men khai ta de che qu wan zenme yang? Mike nói, không được, mình ở Trung Quốc không thể lái xe được. Mike 说, 不行, 我在中国不能开车. Mike 说, 不行, 我在中国不能开车. Bây giờ là cách hỏi vì sao, nguyên văn là vì cái gì? 为什么? Wei Wei Shen Shen Ma Ma Wei Shema Wei Shema. Đây là vì sao? Zhì shì wèi shěme? Zhì shì wèi shěme? Bạn vì sao không đến? Hỏi cho quá khứ. Nǐ wèi shěme měi lái? Nǐ wèi shěme měi you lái? Em sao lại xin nghỉ? Nǐ wèi shěme qíng jià?
你为什么请假？Tôi hỏi bạn ấy vì sao? 我问他为什么？我问他为什么？Hãy nhắc lại, Mike nói, không được, mình ở Trung Quốc không thể lái xe được. Mike 说, 不行, 我在中国不能开车。Mike 说, 不行, 我在中国不能开车。Tôi hỏi anh ấy, vì sao? 我问他为什么？我问他为什么？ Bây giờ là từ giấy phép lái xe, bằng lái xe. 驾照，驾，驾，照，照，驾照，驾照。Tôi có bằng lái. 我有驾照，我有驾照。Anh ấy không có bằng lái. Tha mới có giả trạo. Tha mới có giả trạo. Không có bằng lái, không thể lái xe được. Mấy có giả trạo, bù nâng khai chưa. Mấy có giả trạo, bù nâng khai chưa. Bạn ấy nói bạn ấy không có bằng lái. Tha shuo tha mei you jia zhao. Hãy nhắc lại, Mike nói, không được, mình ở Trung Quốc không thể lái xe được. Mike shuo, bù xíng, wo zai Trung Quốc bù neng khai chè. Mike 说, 不行, 我在中国不能开车。Tôi hỏi bạn ấy, vì sao? 我问他为什么？我问他为什么？ Bạn ấy nói bạn ấy không có bằng lái. Tha shuo tha mei you jia zhao. Tha shuo tha mei you jia zhao. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Huan ren min bi hay shi mei yuan? Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下儿。古梅。旧新。文个 bia。喝杯啤酒。律师。律师。或啦。或者。siêu thị, 超市, nhân viên phục vụ, 服务员, làm phiên dịch cho họ,给他们当翻译, dài ngắn, 长短Thử thêm một chút, lại thử một chút.
Zài shì shì. Năm nay bao nhiêu tuổi? Jīn niān duō dà. Dự định qua thế nào? Dự định đón thế nào? Dǎ suǎn zěnme guò. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc nǐ shēng rì kuài lè. Đi ra sân thể dục rèn luyện thân thể. Qù cào chǎng duàn liàn shēn tǐ. Giáo viên năm thứ nhất. Yī niān jī de lǎo shī. Để em nói trước đi ạ. Ràng wǒ xiān shuō bǎ. Trước khi đến Trung Quốc. Lái Trung Quốc yǐ qiān. Viện bảo tàng. Bố ủ quản. Cách đây bao xa? Lý trò yếu đua yuẩn. 700-800 mét. 700-800 mét. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. 我送你. Phía trước có một nam sinh. 前边有一个男生. Nói rất nhiều lời. 说很多话. Đánh thái cực quyền. 打太极拳. Nói lại một lượt nữa. 再说一遍. Không hiểu là ý gì. 不懂是什么意思. Sao chưa đến? 怎么没来. Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái. 让我给他请个假. Khó chịu nguyên văn là không dễ chịu. 不舒服. Có khả năng cảm rồi. 可能感冒了. Đau đầu, sốt, ho. 头疼发烧咳嗽. Có biết lái xe hay không? Chỉ xe ô tô. 会不会开车. Bằng lái, giấy phép lái xe. 驾照. Vì sao? 为什么.